À, sư ơi, cho con hỏi, nếu một người mà biết trước được số phận của họ, sinh ra toàn làm những điều ác để trả nghiệp bất thiện, tuy nhiên có tu tập thử vẫn không thay đổi được, thì trong trường hợp này mình có nên từ bỏ nuôi tà mạng để dừng lại các việc ác tiếp diễn không? Để nghiệp chồng chất thêm nghiệp nữa và giữ gìn sự trong sạch cho bản thân thì nghiệp có nhẹ hơn không? Hay là sinh ra kiếp sau lại phải tiếp tục làm điều ác để trả xong hết nghiệp cũ mình đã gieo thì mới kết thúc? Được như vậy, hành vi tự sát bản thân như thế thì có phạm giới hay phạm tội gì không sư? Sư nói rất là nhiều lần, đừng bao giờ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì trong Kinh Tạng, Đức Thế Tôn nói rất là rõ, người ta không bao giờ vì nghiệp mà trở thành kẻ sát sanh. Không thể nào nói vì nghiệp mà mình trở thành kẻ trộm cắp. Không thể nào nói vì nghiệp mà mình trở thành kẻ tà dâm. Không thể nào nói vì nghiệp mà mình trở thành kẻ nói dối. Không thể nói vì nghiệp mà mình trở thành kẻ uống rượu. Cho nên mình đừng có đổ thừa cho nghiệp để mình tạo ác nghiệp. Có thể do cái nghiệp quá khứ cho nên đời nay mình nghèo khổ. Nhưng cái nghèo không phải là lý do để mình đi trộm cướp rồi mình đổ thừa cho nghiệp. Có thể là do cái đời quá khứ cho nên mình phải sanh vào một cái hoàn cảnh bất lợi. Nhưng cái hoàn cảnh bất lợi đó cũng không phải là lý do để mình tạo ác nghiệp. Nhớ giùm sư, đừng bao giờ đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì cái chuyện mình tạo ác nghiệp nó đưa mình đi địa ngục. Bản thân việc tạo ác nghiệp nó không giúp cho mình trả nghiệp. Nhớ giùm sư, bản thân việc tạo ác nghiệp không bao giờ là một hành động trả nghiệp. Nghiệp không bao giờ được trả bằng cách tạo ác nghiệp. Thế cho nên dù cho quý vị có tự sát thì sư lại chia buồn thêm một lần nữa là quý vị tự sát thì nó chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Sư giả sử ha, mình là một cái cô kỹ nữ, sư ví dụ như vậy, thì mình không thể nào nói là bây giờ tôi tự sát thì xong chuyện, không có. Bây giờ mình còn đang làm người, cho dù mình có là kỹ nữ mình vẫn là làm người. Nhưng khi mình tự sát, mình đi địa ngục hoặc giỏi lắm là đi ngạ quỷ, mình không có cái cửa nào đi lên hết trơn. Nhưng mà nếu như mà quý vị hỏi bây giờ làm cái gì thì như sư nói chỉ có một cách là ngưng tạo ác nghiệp. Nếu như cái việc mình ngưng tạo ác nghiệp đó mà nó dẫn đến những cái thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe, thậm chí thiệt hại về tánh mạng, nhưng mình vẫn tiếp tục, mình vẫn quyết tâm là mình ngưng tạo ác nghiệp, thì cái chuyện là mình quyết tâm giữ giới đó nó sẽ giúp cho mình sanh thiên, và bản thân cái việc đó nó sẽ giúp cho mình ngưng tạo ác nghiệp. Chứ sư nhắc nha, nó không giúp cho mình trả nghiệp. Bởi vì bản thân cái nghiệp quá khứ thì nó sẽ vẫn diễn ra và nó sẽ vẫn tiếp tục, quả nó sẽ vẫn trổ. Đừng có bao giờ nghĩ là bây giờ tôi làm thiện thì tôi sẽ không bao giờ nhận quả ác. Không có. Quả nó sẽ vẫn trổ. Nhưng cái hành động của mình nó sẽ giúp ngăn chặn. Nói như thế nào ha? Giống như vậy. Giả sử như có một cái người, một cái kẻ ngu hoặc là một kẻ điên, mà cứ mỗi lần á, nó nhấn nút một cái là nó sẽ bị đánh 10 cái.
mà như vậy á, mà nó ngu quá cho nên nó cứ nhấn, nó nhấn hoài, nó cứ tưởng là cái chuyện nó nhấn nút á, là nó sẽ không bị đánh nữa, thành ra nó cứ nhấn liên tục, nó nhấn liên tục, mà cứ mỗi lần nó nhấn là nó sẽ bị đánh 10 cái, sư ví dụ như vậy. Thì một cái giai đoạn nào đó nó tỉnh, nó không nhấn nữa, thì điều đó không có nghĩa là nó không bị đánh nữa, mà nó chỉ có mang ý nghĩa là nó không có nhấn thêm nút để nó tiếp tục bị đánh nữa. Thì những cái mà đang chờ đó, những cái roi mà đang chờ chờ nó đó sẽ tiếp tục đánh đó, nhưng mà khi đánh hết rồi thì sẽ không đánh nữa, bởi vì nó đã không nhấn nút nữa. Nhưng ngay khi nó ngừng nhấn nút, nó vẫn sẽ tiếp tục ăn đòn do những cái nút nó đã nhấn từ trước. Thành ra là quý vị hiểu cái trường hợp này nó cũng y chang như vậy nha. Sự nhắc cho quý vị nhớ là ở trong Tăng Chi chương 4 pháp thì Đức Thế Tôn có nhắc có bốn hạng người. Một là hạng người từ tối đi vào tối, hạng người từ tối đi vào sáng, hạng người từ sáng đi vào tối và hạng người từ sáng đi vào sáng. Hạng người từ tối đi vào tối tức là họ sanh ra trong những cái điều kiện bất lợi, ví dụ như nghèo nè, ví dụ như là gia đình bất hạnh nè, đại loại như vậy. Họ sanh ra trong một cái gia đình bất lợi, trong một cái hoàn cảnh bất lợi. Rồi chính vì cái nguyên nhân bất lợi đó mà họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì họ sau khi thân ngoại mạng chung, họ tiếp tục đi địa ngục. Và sau khi kết thúc tuổi thọ ở địa ngục, họ lại tiếp tục sanh vào hoàn cảnh bất lợi. Cho nên đó gọi là những người từ tối đi vào tối. Những người từ tối đi vào sáng là sao? Họ do các nghiệp quá khứ cho nên là họ sanh vào các hoàn cảnh bất lợi, nhưng họ không vì chuyện đó mà họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Dù cho cái chuyện họ giữ giới như thế nó làm cho họ bị thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tài sản, thậm chí thiệt hại về tánh mạng, họ vẫn kiên quyết giữ giới, thì sau khi thân hoại mạng chung họ sẽ có cơ hội được sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Đó là những người từ tối đi vào sáng. Trường hợp từ sáng đi vào tối thì cũng tương tự như vậy. Có những người sanh vào những cái gia đình, những điều kiện thuận lợi nhưng họ lại làm ác, thì họ thân hoại mạng chung họ vẫn tiếp tục đi địa ngục. Còn những người mà từ sáng đi vào sáng thì nó quá tuyệt vời rồi. Cái quan trọng ở đây đó là cái quyết định của mình. Dù cho mình có đang ở trong bóng tối hay mình có đang ở trong ánh sáng, thì cái quan trọng nhất vẫn là mình sẽ quyết định đi vào đâu, mình sẽ đi vào bóng tối hay mình đi vào ánh sáng. Cái đó nó quan trọng hơn. Cho nên là chúc quý vị có được cái sự quyết tâm, sự can đảm, sự kiên trì để mình chấm dứt các cái ác nghiệp. Dù cho vì cái chuyện đó mà mình có bị ảnh hưởng tài sản, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tánh mạng, mình vẫn quyết tâm giữ giới. Sư chúc cho quý vị có được sự tinh tấn và sự quyết tâm cũng như ý chí vững mạnh để làm được như vậy.